Vâng, các bạn ơi, như vậy bãi cháy bây giờ đang thất thủ rồi. Một buổi chiều phải nói là tất cả những du khách đã chật kín ở khu vực bãi tắm ở bãi cháy Quảng Ninh đây các bạn ạ. Hôm nay mình làm cái clip này, clip thứ hai chia sẻ cho quý vị và các bạn biết về bãi tắm ở bãi cháy Quảng Ninh. Mọi người có thể nhìn thấy cái số lượng khách có nhiều không ạ? Quá là nhiều luôn. Và lúc này thì mình thấy gần tối, càng lúc càng tối thì lại càng thấy nhiều các du khách đến đây tắm này. Đấy, mọi người đến đây tắm gần tối rất là nhiều luôn. Và bây giờ mình sẽ ghi hình và chia sẻ cho quý vị và các bạn biết thêm về cái hình ảnh buổi hôm nay mình qua đây chơi. Hình ảnh thứ hai mình ghi hình tại đây và cho mọi người cùng ngắm những người đi tắm biển ở khu vực biển bãi cháy Hạ Long, Quảng Ninh trong buổi chiều ngày hôm nay các bạn ạ. Và cũng khá lâu rồi mình không qua chỗ bãi biển bãi cháy Hạ Long, Quảng Ninh đây. Hôm nay mình sang những cái dịp cái ngày cuối tuần, đâm ra thì nó rất là đông người đến đây tắm rồi. Mình sẽ ghi hình chia sẻ cho quý vị và các bạn cùng biết về những các bãi biển, cùng cho mọi người xem những hình ảnh đẹp của mọi người tắm ở trên bãi biển bãi cháy đây. Và mình sẽ ghi hình đứng dù càng lúc lại càng thấy nhiều nhé, càng tối thì lại càng vào buổi chiều tối lại càng đông hơn nữa cơ. Đông chưa, đông chưa? Mình sẽ ghi hình một vòng từ đây xuống dưới kia để xem. Ui rồi ôi, như kiến luôn mọi người ơi, đông như kiến luôn này. Quá đông. Và đây toàn những các du khách của Việt Nam là phần lớn đâu hết. Ở những cái bãi biển như thế này thì đa phần là toàn những cái khách của Việt Nam mình thôi. Đấy, đang tạo dáng chụp ảnh rất là đẹp đấy. Vâng, đây mọi người tập trung ở đây rất là đông nhá, tí chắc là xuống dưới kia mình nghĩ hồi khi còn đông hơn nữa các bạn ạ. Bây giờ mình sẽ xuống dọc dọc từ khu vực này đi thẳng xuống cái khu vực dưới kia để xem nó đi khá là xa nhá, tầm khoảng gần một cây số gì đó. Vâng, hiện tại thì đang kẹt cứng ở đây, đúng là thất thủ vùng biển bãi cháy Quảng Ninh mùa hè này. Vâng, đây các em đi tắm ăn mặc rất là đẹp nha. Tuyệt vời chơi như thế, tuyệt vời đây các bạn, quá đẹp luôn. Chật cứng luôn. Vâng, đây mọi người, chắc là tí nữa thì những người ở xa này có thể người ta sẽ tan dần đi ra về. Chị có dáng cao như người mẫu.
Đây mọi người ạ, mình sẽ đi dạo từ đây xuống dưới kia nhá. Đông rồi. Và rất là nhiều người ra đây chụp ảnh check in này. Bởi vì cũng nhiều người đấy cũng không gần biển đấy, lâu lâu thì mới ra đến biển một lần thôi. Mình cũng vậy, là mình thì cũng cách nơi này khoảng 100 cây các bạn ạ. Mình từ đây sang bên này thì cũng 100 cây số cơ, chứ cũng không phải là cũng gần đây, nhưng mà đi tầm khoảng 2 tiếng thì đồng hồ đã đến nơi này. Úi giời ơi, kẹt cứng rồi. Sao lại đông đến thế là cùng. Đông này. Mình sẽ ghi hình lại những chia sẻ cho mọi người biết về những ngày mùa hè ở biển Bãi Cháy Quảng Ninh này nha. Vâng, những ai muốn sang biển Bãi Cháy Quảng Ninh này tắm vào những dịp hè thì nó sẽ đông như thế này đấy. Đông quá như thế này thì tắm thì nước rất là đục nhé. Khu vực này tắm này thì thấy nước nó rất là đục. Và vì nó đông quá. Tuyệt vời, tuyệt vời. Quá đẹp, quá đẹp. Này gọi là một biển người rồi. Đấy, giờ là người người tắm biển chứ không phải là biển biển tắm người. Quá đông. Biển người. Và mình chỉ ghi hình chia sẻ cho mọi người xem những hình ảnh nhá, mình không bình luận gì nhiều nhá. Để xem mọi người, để cho mọi người cùng ngắm những hình ảnh tuyệt đẹp thôi. Đâu một tay đấy. Cào một tay. Cào một tay. Có lưới kia cào. Biển người luôn rồi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
mọi người đang đây gọi là tắm biển người rồi. Một rừng một biển người mọi người. Quá đông. Quá khủng khiếp luôn. Đây đúng là một biển người. Mọi người nhìn kinh khủng không? Quá kinh khủng luôn. Đâu mình sẽ đi di chuyển xuống cái khu vực ở bên dưới này xem thế nào các bạn ạ. Ở dưới này có khi là còn nhiều hơn này. Đội này đấy, vừa mới đến này. Ôi giời ơi, mọi người có thể nhìn thấy không? Một khung cảnh phải nói là ngoài sức tưởng tượng của mình lúc buổi trưa thì không nhìn thấy ai luôn, mà đến bây giờ phải nói là hình ảnh nó ngoài sức tưởng tượng. Thật một biển người luôn. Sóng đánh tuột quần này. Đẹp chưa? Này rất là đẹp luôn. Và người thì 8 người thì chụp ảnh các kiểu luôn các bạn ạ. Mình chủ yếu này ghi hình cho mọi người xem những hình ảnh thôi. Nó đông lên nó mới tội như thế nào. Yeah.
bây giờ người ta dùng rất là nhiều các thiết bị ghi hình để ghi lại những các khoảnh khắc đi ra biển chơi này. Thật cứng luôn này. Còn rất là nhiều người bắt đầu đến này. Và giờ mát rồi mọi người ạ. Đây phải nói là toàn người thôi, một biển người luôn này. Đấy, câu nói đó mình nói từ nãy rồi, giờ vẫn vậy này. Người này đi, người đó lại đến. Tuyệt vời. Và mọi người ra rất là xa nha, ra tiếp tận là đằng ngoài kia, chắc là cái bãi này cũng nông nông thủy thải. Người ra tiếp đằng ngoài kia tắm luôn rồi. Đấy, trên bờ thấy chưa, trên bờ dưới nước đều có người hết. Ê! Alo. Đấy, một biển người vẫn đang tắm ở đây này. Đẹp chưa? Tạo dáng chỗ bảy đấy.
Vâng, chất chưa? Và mình cũng sẽ dạo dạo ra ở giữa này xem thế nào đây. Thất thủ bãi tắm bãi biển bãi cháy này. Vâng, tiếc quá mọi người, xuống khu vực này thì lại nhiều nhạc quá. Nhạc mình sợ ghi hình này rất ảnh hưởng đến bản quyền mất thôi. Và không biết là đang sóng này có át được cái tiếng nhạc hay không, không biết nữa. Mình sẽ đi dạo từ đây xuống cái kia để xem thế nào. Ở dưới kia, cái chỗ dưới đây kia là rất đông. Kia dọc bãi biển này đông chưa. Và chính tắm tầm giờ thế này thì nó mới mát này, mặt trời nó hơi khuất núi thì nó mát này. Úi giời. Úi giời ôi, dưới này vẫn chật cứng luôn này. À, rất là nhiều những người ra đây rồi quay ghi hình làm TikTok. Và người ta ra chít tận xa đằng kia người ta tắm nữa cơ.
Úi dồi ôi, mà trắng thế. Trắng gì mà trắng thế. Cứng luôn quý vị ạ, cứng người tắm luôn này. Và mình sẽ ghi hình dọc xuống tận xuống dưới kia để xem thế nào. Và cái đoạn này thì vừa nãy thì chưa thấy đông lắm, nhưng mà giờ này chắc là sẽ nhiều người hơn. Được chưa, đoạn này thì sạch hơn nhiều, nước ở dưới này thì đoạn tắm ở dưới này thì sạch hơn đúng không ạ? Ở dưới này thì sạch hơn là cái đoạn ở trên đó thì nước nó đục hơn. Rất nhiều người đến đây đang chụp ảnh lưu lại những các kỷ niệm mà có mặt tắm biển ở đây này. Tạo dáng chụp ảnh đấy. Đi bơi được không? Và mình đi bộ từ trên kia xuống là rất là xa các bạn ạ. Quanh dạo cái khu vực bãi tắm này nó dài tầm khoảng 2 cây số gì đó, chắc phải dài tầm khoảng 2 cây số từ trên kia xuống đến đây. Thấy đông chưa?
Vâng, bên này cũng vẫn rất là đông này các bạn ạ. Đấy, mình dọc từ trên cái khu vực cửa trên kia xuống đến đây mà dọc các khu vực này đều có người tắm hết nhá. Ở đây có những các trò chơi dành cho các em thiếu nhi này. Trên bờ dưới nước đều có người. Úi giời ơi. Úi giời, hình ảnh nha, dọc bờ biển này. Úi giời ơi, toàn các chị em xinh đẹp rồi. Rất là ồn ào các bạn ạ. Ở đây thì giờ đông người đó. Xe xuống dưới này để xem này. Đi mỏi chân vẫn chơi hết cái bãi này các bạn ạ. Dài lắm, càng ngày người ta làm càng dài ra thêm đấy. Úi giời, đục rồi. Và bãi biển bãi cháy này, những ngày hè này thì quá là nhiều người, đặc biệt vào những ngày cuối tuần thì càng đông hơn nữa các bạn ạ. Và đến những cái dịp cuối tuần thì đông, nhưng mà các bạn đến những ngày thường thì, nhưng mà các công chức cái này, những người làm công việc của nhà nước thì những ngày thường thì sẽ không được nghỉ, chỉ có những dịp những ngày cuối tuần thì mới được nghỉ thôi chị. Xuống đây là có âm thanh rất là ồn.
sạch hơn rất nhiều các bạn ạ. Ở dưới này người ta tắm, ở dưới này nó sạch hơn nhiều lắm. Biển sóng dập dào. Mọi người có thể nhìn thấy không? Dọc bờ biển này chỗ nào cũng có người luôn. Khắp bờ biển luôn rồi. Xong rồi.